thôi chị ơi. Mà wifi bữa nay nó bị gì hay sao? Wifi yếu lắm chị. Các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn đã thấy không rồi, mình nhanh tay series livestream và mình nhanh tay trả lời cho câu hỏi câu cầu gì không bắt qua sông các chị và các bạn nha. Xe liền ba rút bất kỳ và trả lời cho câu hỏi cầu gì không bắt qua sông để tham gia mini game trong ngày hôm nay ạ. Rồi chị nào bạn nào đã thấy em rồi, mình cứ comment cho em biết các chị và các bạn nha, cứ comment cho em biết nha. Rồi xin chào các chị và các bạn mới vào nha, em thấy các chị và các bạn rồi, thấy có người vào rồi mà chưa thấy ai nói gì hết. Chào Nguyễn Nga, hello, chào em nha. Chào các chị và các bạn mới vào nha. Chị nào bạn nào thấy hơn rồi thì mình nhanh tay tương tác với shop các chị và các bạn nha, tương tác với shop nha. Rồi Kavi, ok, cầu dược chưa phải là đáp án của shop nha. Hello, chào chín. Các chị các bạn ơi, các chị các bạn nhanh tay trả lời cho câu hỏi cầu gì không bắt qua sông, và mình nhớ là xe liền ba rất bất kỳ nha các chị các bạn ơi. Và khi xe rồi thì mình có quyền trả lời câu hỏi như thế nào cũng được nha. Trả lời câu hỏi mà mình cho là đó là đáp án của shop thì mình nhanh tay comment các chị và các bạn nha. Và một set cực kỳ xinh bao gồm một áo sơ mi và chân váy sẽ dành cho chị nào, bạn nào trả lời trùng với đáp án của shop các chị và các bạn nha. Ok, cầu thủ Thương Nguyễn chưa phải nha. Sông Tử cầu Phương chưa phải, cầu Long Hồng Mai chưa phải nha. Rồi, Tú Vi Nhã, em chị đã thấy Tú Vi Nhã tương tác với shop nha. Lê Tường Vi cầu Chi chưa phải em nha. Rồi Hồng Mai cầu Mai chưa phải, Lan Thanh cầu Phương chưa phải, Thủy Trinh Đòi cầu Phương chưa phải nha. Cầu Long vẫn chưa phải nha. Bùi Thu Trang cầu Long, Bảo Trâm cầu Treo vẫn chưa phải nha. Rồi các chị và các bạn ơi, cầu gì đây, cầu gì mà bắt qua không bắt qua sông các chị các bạn ơi. Rồi xin chào tất cả mọi người nha. Cầu gì không bắt qua sông nào mọi người ơi, xin thử trả lời cho câu hỏi này nha. Cầu gì không bắt qua sông rất là dễ, không có khó đâu. Câu này thì sắp đã hỏi một lần rồi, hôm nay sắp lặp lại xem còn ai nhớ không đó. Đó, hôm nay cái chiêu là vậy đó. Rồi mọi người ơi, bây giờ ai mà sắp ngủ chưa, mình chuẩn bị ngủ chưa thì chúng ta cùng tham gia chương trình mini game, cùng đặt hàng với chị shop rồi sau đó mình ngủ chưa nha. Shop sẽ tranh thủ cái điều chưa để like cho mọi người. Và thông báo mọi người thì sắp tới thì shop sẽ thiên về like ban ngày hơn là ban đêm, nên là các bạn với chị shop sẽ thông báo cái thời gian cụ thể trên bay mọi người theo dõi nha. Rồi ok mọi người ơi, vào thì chia sẻ cho shop nha, xe ba rút và comment cho shop là cầu gì không bắt qua sông, trả lời câu hỏi này mọi người nhé. Rồi cầu phuộc, cầu vòng vẫn chưa phải đáp án của shop nha. Cầu chi vẫn chưa phải đáp án của shop các chị nha. Rồi cầu gì nữa đây, các chị và các bạn có rất là nhiều loại cầu cho mình nha. Rồi mình sẽ tiếp tục đọc những đáp án các chị các bạn nha. Cầu trượt chưa phải đâu à, cầu tiêu chưa phải các chị các bạn ơi, chưa phải nha, chưa phải đáp án của shop nha. Cầu ô thước chưa phải nha, cầu hôn chưa phải đáp án của shop. Rồi các chị các bạn ơi, nhớ share một lần trên trang cá nhân và ba lần vào các group các chị và các bạn nha. Mọi người ơi, nhớ là chia sẻ một lần trên trang cá nhân và ba lần vào group nha, chứ kẻo mình trúng giải mà mình không có chia sẻ. Khi mà bạn trúng giải thì shop sẽ hỏi bạn là đã chụp, hãy chụp lại những cái group mà các bạn đã chia sẻ, sau đó thì shop mới gửi quà, shop sẽ tặng quà nha. Nên là mình, nếu mà mình không có chia sẻ thì shop sẽ không có trao quà cho mình được. Nên mọi người lưu ý giúp shop nha, chia sẻ ba lần vào group và một lần trên trang cá nhân, sau đó chúng ta hãy comment đáp án của mình nha, làm đúng thể lệ giúp shop nha. Và chia sẻ đồng nghĩa với việc là mình sẽ được mua hàng hôm nay giá cực kỳ shop nha. Hôm nay sau mini game chúng ta sẽ cùng đến với chương trình combo 99.000 nha mọi người nha. Rồi cầu vượt, cầu chưa xây, cầu mây, cầu long vẫn chưa đúng các chị và các bạn nha. Cầu giao chưa đúng à, cầu tài vẫn chưa đúng các chị các bạn nha. Cầu đường vẫn chưa đúng nha, cầu giá vẫn chưa đúng nha. Rồi cầu thủ vẫn chưa đúng các chị các bạn ơi, comment cho em đáp án liền nếu mình biết đáp án là gì nha. Mình đoán được đáp án của shop thì nhanh tay comment cho em biết đáp án nha. Rồi các chị các bạn ơi, đúng 300 view shop sẽ lập đáp án nha mọi người nha. Rồi cầu ô thước vẫn chưa phải đáp án của shop các chị và các bạn nha. Rồi cầu dược, cầu da, cầu đá vẫn chưa phải đáp án của shop các chị và các bạn ơi. Ok, bây giờ shop sẽ gợi ý cho mọi người nha. Mọi người ơi, shop chuẩn bị nghe gợi ý nha. Từ này gồm chỉ có một từ thôi nha, bỏ chữ cầu ra là cái này một từ thôi mọi người ơi, rất là dễ luôn. Cầu lọc vẫn chưa phải đáp án nha, cầu thang vẫn chưa phải nha. Các chị các bạn ơi, bỏ chữ cầu ra thì còn một từ nữa thôi à. Đáp án bao gồm hai từ là đã tính chữ cầu rồi các chị các bạn nha. Cầu gì mà thêm một từ nữa là nó có nghĩa và mình không có bắt qua sông các chị và các bạn nha, và nó không có bắt qua sông nha. Cầu nguyện chưa phải à. Rồi các chị các bạn nhanh tay comment nha. Cầu hôn vẫn chưa phải, cầu thước vẫn chưa phải, cầu chi chưa phải đâu à. Cầu chọc
Câu vẫn chưa phải nha, cầu kỳ chưa phải à? Cô câu suốt chưa phải cái gì các bạn ơi? Mọi người ơi, rất là dễ luôn, bây giờ gợi ý tiếp nha mọi người nha. Từ này bắt đầu bằng chữ rồi từ này bắt đầu bằng chữ câu vượt chưa phải nha, câu trượt chưa phải nha. Bắt đầu bằng chữ T nha mọi người, cho mọi người từ này bắt đầu chữ T nha mọi người nha. Từ này bắt đầu bằng chữ T nha các chị và các bạn ơi, gợi ý cho mọi người là từ này bắt đầu bằng chữ T à? Câu ghi chưa phải à? Cầu siêu chưa phải, cầu tiêu chưa phải các chị các bạn nha. Bắt cầu tiêu chưa phải nha, rồi cầu hôn chưa phải các chị và các bạn nha, rồi cầu vượt chưa phải nha, cầu vòng chưa phải nha, rồi cầu gì đây các chị các bạn ơi, nhanh tay comment nếu các chị và các bạn biết nha. Cầu duyên chưa phải, cầu te các chị và mọi người ơi, rất là cầu te các chị và các bạn nha. Sợ cầu Google gì đây liền, mọi người ơi, search Google liền xảy ra đáp án nha. Cầu gì bắt đầu bằng chữ T mọi người ơi, search Google là ra liền đáp án, bấm Google thử đi mọi người. Rồi cầu tình chưa phải các chị các bạn nha, cầu trời chưa phải nha, cầu dạ yeah. Rồi các chị các bạn ơi, cầu T là cầu gì đây các chị các bạn ơi? Chưa có bạn nào chị nào đoán chính xác cả chữ T các chị và các bạn nha. Rồi cầu thuốc vẫn chưa phải đâu ạ, cầu duyên vẫn chưa phải đâu các chị và các bạn nha. Rồi một chữ U nữa các chị các bạn ơi, một chữ T và đi kèm với đó một chữ U đằng sau nữa các chị các bạn nha. Cầu T U là cầu gì đây? Cầu T U các bạn ơi, mọi người ơi, cố lên nào, cố lên. Cầu T U mọi người ơi, cầu T U nha. T U là cầu gì? Không phải cầu thủ, không phải cầu thủ. Không phải cầu thủ đâu các chị các bạn ơi, không phải cầu trời đâu à. Rồi không phải cầu vượt đâu. Không phải cầu tục luôn các chị các bạn. À rồi mình xin chúc mừng. Cầu tục các chị các bạn nha, mình xin lỗi nha. Rồi mình xin chúc mừng đáp án cầu tục với bạn Bảo MC Tấn Bo nha. Chúc mừng bạn MC Tấn Bo, inbox địa chỉ kèm số điện thoại để mình để mình có thể lãnh quà mini game cho các chị và các bạn nha. Rồi, các chị và các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đến với chương trình combo nha. Sân combo như em đang mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay lưỡi kết hợp cùng với một chân váy 3 tầng, 4 tầng rất là xinh nha. Nguyên một combo như vậy từ 250.000 bây giờ chỉ còn có giá là 99.000. Và các chị và các bạn nào mà chốt hai combo bất kỳ thì có giá 99.000 mỗi combo. Một combo duy nhất sẽ có giá là 129.000 mỗi một combo các chị và các bạn nha. Và một chiếc áo phối một chiếc áo friend phối tay lưới rất là đẹp các chị và các bạn nha. Và đi kèm với một cái tay xòe rất xinh, đi kèm với một chân váy nhiều tầng màu hồng rất là đẹp. Nguyên combo này giữ 55 kg điểm mình mặc vừa các chị và các bạn nha. Một bộ bao gồm một chiếc áo và một cái chân váy nha. Rồi các chị các bạn nào chốt comment cho em dạ. A1 kèm số điện thoại, B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Mọi người nghe rõ lại cho sát nha. Bộ này là B1 là gồm một chiếc áo đen kèm với một chiếc chân váy tầng nha. Một chiếc áo đen và một chiếc chân váy tầng như thế này giá là 99.000 nha. Mọi người nghe rõ giá cho sát nha. 99.000 áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong livestream nha. 99.000 một bộ nha. Hai bộ bất kỳ trong livestream này, bộ này sẽ có giá là 99.000 nha. Comment giúp sách là B1 nha. Đó, B1 là mã của Hôn Đang Mang nha. Comment giúp sách là B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sách nha. B1 là mã của Hôn Đang Mang với giá 99.000 một bộ nha. Hai bộ bất kỳ mỗi bộ sẽ có giá 99.000 nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi, giá là 129.000 nha. Sách có ghi rất là kỹ giá nha. Rồi B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sách nha mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, combo này chỉ 99.000 dành cho các chị và các bạn nào mua hai combo bất kỳ trong live. Một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Chốt combo này với mã B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Một combo bao gồm một áo và một chân váy các chị và các bạn nha. Rồi ok, chốt cho Duy Hoàng một combo. Duy Hoàng cho mình địa chỉ. Chốt cho Hậu Đinh Tà một combo. Hậu Đinh Tà cho mình địa chỉ nha. Thùy Linh mình chốt một combo, Thùy Linh cho mình địa chỉ luôn nha. Các chị các bạn ơi, chốt combo B1 comment cho em B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ bao gồm một áo sơ mi và một chân váy à. Rồi chốt cho V Cherry hai bộ luôn mà, V Cherry cho mình địa chỉ luôn nha. Nhớ B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để có thể chốt bộ em đang mặc với giá 129.000 một bộ và hai bộ bất kỳ có giá 99.000 mỗi bộ nha các chị các bạn ơi. Đúng rồi. 99.000 mỗi bộ khi mua hai bộ bất kỳ nha. Mọi người chúng ta hết mini game rồi nha. Bây giờ chúng ta cùng đến với B1 nha. B1 là mã của Hôm Đang Mang gồm một chiếc áo đen và một chiếc chân váy xòe như thế này. Giá là 99.000 nha, 99.000
một bộ như thế này nha. Mua 2 bộ bất kỳ giúp shop nha. B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Mình hết mini game rồi, mọi người đừng có comment mini game để giúp shop nha. Rồi Vimocha cho mình địa chỉ số điện thoại nha Vimocha ơi. Rồi bạn Thủy Vân cho mình địa chỉ à. Các chị các bạn ơi comment B1 số điện thoại và địa chỉ để em chốt hàng được nhanh hơn nha. Vinh Đen cho mình địa chỉ luôn nha. Vinh Đen ơi, nguyên một combo bao gồm một áo sơ mi và một chân váy tầng như Hân đang mang đây các chị các bạn ơi. Một combo 129, hai combo bất kỳ và giá 99.000 mỗi combo nha các chị các bạn ơi. Rồi chúc cho Ngọc Huyền B1 ok comment địa chỉ số điện thoại chính xác luôn nha Ngọc Huyền nha. Mọi người comment theo cú pháp là B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Rồi các chị các bạn ơi, B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Bao nhiêu ký mang vừa à? Dưới 55 kg các chị các bạn nha. Bộ nào của shop thì cũng dưới 55 kg mang vừa. Còn nếu có bộ nào đặc biệt em sẽ báo sau nha. Có bộ nào đặc biệt thì em sẽ báo lại sau. Còn các chị và các bạn ơi, đa số đồ của shop là dưới 55 kg mình mang vừa nha. Rồi các chị các bạn chốt combo em đang mặc thì comment cho em B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Rồi bạn Minh Hồ. Ok Minh Hồ nha. Minh Hồ đã đầy đủ địa chỉ và số điện thoại luôn rồi. Rồi các chị và các bạn ơi, chốt hàng cứ cho em B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi Nguyễn Hoàng Thiên My cho em địa chỉ luôn nha chị ơi. Nguyễn Hoàng Thiên My cho em địa chỉ nha. Có bán áo riêng không? Chị Út Sinh, chị Út Sinh ơi. Bán áo riêng là 99.000 một áo luôn các chị và các bạn nha. Chốt áo comment áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Áo cũng dưới 55 kg mình vừa. Rồi các chị các bạn mua nguyên combo thì có giá 99.000 mỗi combo áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ. Còn nếu mua một combo duy nhất 129.000. Các chị các bạn chốt thì nhanh tay chốt nha. Ok mọi người ơi, chúng ta hết mini game rồi nha. Rồi B1 sẽ được qua mẫu trong 30 giây nữa nha. Ai muốn lấy B1 thì comment giúp shop là B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. 30 giây cuối cùng để sở hữu B1 này. Sau livestream thì đặt bộ này với giá là 250.000 mọi người nha. Sau livestream thì đặt bộ này với giá 250.000 nha. Rồi bây giờ B1, B2 chuẩn bị qua nha. Chúng ta sẽ chuẩn bị qua B2 ngay bây giờ nha. Nhanh rồi đặt B1 giúp shop nha. Ok Điên Đảo Sơn, Điên Đảo Sơn cho mình địa chỉ số điện thoại. Phú Kỳ Nhông cho mình địa chỉ và số điện thoại. Chốt bộ em đang mặc comment B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị các bạn ơi. B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Nhân Luyện ơi, Nhàn Luyện cho mình địa chỉ luôn nha. Áo đẹp rất là xinh luôn các chị các bạn. Áo đẹp, chân váy cũng đẹp, chất liệu cực kỳ xinh, khỏi chê luôn các chị và các bạn nha. Mà nguyên một combo như vậy chỉ có giá 99.000 áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ. Còn một combo nhất 129.000. Bây giờ em qua mẫu luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với B2 mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với B2 nha. Rất là xinh luôn, hàng hôm nay cực kỳ đẹp nha. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị qua B2 nha. Shop ở Sài Gòn mọi người nha. Cherry cứ inbox cho shop nha. Tí shop sẽ trả lời nha. Tại vì shop đang tập trung để livestream ấy. Rồi B2 nha. Dạ em. Ok chị Ngọc Anh đúc thêm B1 nha. Rồi đây là B2 của Thương nha. Bôi B2 là gồm một chiếc áo trẻ vai màu hồng xinh ơi là xinh như thế này, phối hợp với một chiếc chân vải 3 tầng đen nha. Cái này thì rất là dễ phủ đồ nha. Cái váy màu đen này phối với màu gì cũng được. Còn cái áo hồng này là siêu xinh luôn, cái màu pastel nhẹ nhàng nha. Cho chị nào mà thích mình mặc những cái màu mà nhạt nhạt một tí, nhẹ nhàng một tí thì mình chọn ngay cái bộ này nha. Bộ này rất là dễ thương luôn. Bộ Thương đang mang là B2 nha, chị không có áo ôm nha Ánh Nguyệt nha. Chị không có áo ôm nha bảy nha. Rồi chị Ngọc Anh Út anh chốt B1 cho chị luôn nha. Bộ của Thương dưới 55 kg mình mặc vô tư nha các chị và các bạn nha. Bộ này cũng là 99.000 áp dụng khi mình mua 2 bộ bất kỳ trong livestream nha. 99.000 một bộ nha mọi người nha. Gồm áo và váy luôn. Thật sự là sẽ không có shop nào bán được cái giá như thế này đâu. Chỉ có siêu shop nha mọi người nha. Tranh thủ đặt hàng liền giúp shop là B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và B1 cũng 99.000 nha Tuấn Khang nha. B1 cũng 99.000, B2 cũng 99.000 mọi người nha. Đó 99.000 một bộ, áp dụng khi mua 2 bộ bất kỳ nha. Rồi em chúc B2 cho Thu Hà Phạm. Nhanh tay comment giúp shop là B2 nha. Mẫu đang mặc là mã B2 mọi người nha. B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Mấy anh chị, các anh chị muốn chốt mẫu B2 em đang mặc như thế này thì các anh chị hãy comment số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. Rồi B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. B2 là sự kết hợp của một chiếc áo hồng kèm một chiếc chân váy 3 tầng như thế này nha. Chất vải của B2 rất là mát và mặc rất là thoải mái trong mùa hè này nha. Dạ chúc cho Phu Ngô Nguy. Ok, Ngô Nguy B2 ok comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc chị Nguyên B2 comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho không tìm ra B2 comment địa chỉ giúp shop nha. 2 bộ phí ship là 30 hoặc 35.000 toàn quốc nha. Ship 30 hoặc 35.000 toàn quốc mọi người nha. Đây là vô tư đặt hàng nha. Phí ship rất là rẻ nha. Rồi B2 kèm số điện thoại
lại kèm địa chỉ giúp shop mọi người nha. Em chúc cho Văn Đại nha, Văn Đại comment cho em xin địa chỉ ạ. Ok mọi người nha, chốt thì cứ comment địa chỉ giúp shop nha. Thương mô tả lại cho các chị cái mẫu của em đang mang nha. Cái váy này là váy ba tầng anh chị. Cái váy này rất là đẹp, có quần trong, có quần ở trong. Còn cái váy còn cái sơ áo này là vải, là vải cái tay dày. Vải cái tay dày á. Mặc rất là mát luôn, không có bị nóng hay là bị vết mồ hôi, rất là cảm giác rất là thoải mái. Nó là không rộng á cho nên mấy anh chị cứ yên tâm. Ok. Nguyên nha, sắp đã thấy địa chỉ của Nguyên rồi. Ok, chúc cho Nguyễn Thị Phương Liên B2 rất là đầy đủ luôn. Cảm ơn Nguyễn Thị Phương Liên nha. Các chị nhanh tay đặt giúp shop là B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha, 99.000 một bộ. Áp dụng khi mình mua 2 bộ bất kỳ. Các chị và các bạn lưu ý nha, 2 bộ bất kỳ trong livestream mỗi bộ sẽ là 99.000. Còn nếu kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi, giá sẽ là 129.000 mọi người nha. Đó, rồi, ai muốn lấy B2 nữa comment giúp shop là B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Lấy B2, comment B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. Em chuẩn bị qua mẫu trong vài giây nữa rồi nha các chị và các bạn. Nhanh tay đặt B2 thì mình comment liền các chị và các bạn nha. Dạ ok, em chúc cho chị Nguyên B2 rồi nha. Ok chị Nguyên, cảm ơn chị nha. Cứ 2 bộ bất kỳ sẽ có giá là 99.000 một bộ nha. Còn nếu mình lấy một bộ thôi thì giá sẽ là 129.000 nha mọi người nha. Em chốt cho Hoàng Thị Bích Hằng nha. Em chốt cho Quỳnh Liên nha, B2 comment cho em xin địa chỉ nha Quỳnh Liên. Em chốt cho Văn Đạt B2, Văn Đạt cho comment cho em xin địa chỉ ạ. Ok B2, chúng ta sẽ qua mẫu trong 30 giây nữa nha. Mọi người lưu ý giúp shop sau livestream đặt bộ này với giá 250.000 giúp shop mọi người nha. Sau livestream bộ này sẽ có giá 250.000 nha. Và chốt cho Đinh Xuân Sơn B2 comment địa chỉ giúp shop đi Đinh Xuân Sơn ơi. Đinh Xuân Sơn comment số điện thoại địa chỉ nha. Các chị và các bạn đặt hàng lưu giúp shop là comment đầy đủ mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha. Bây giờ shop chuẩn bị qua B3 nha. B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. 2 bộ bất kỳ mỗi bộ sẽ có giá là 99.000 một bộ. Ok, Đinh Xuân Sơn shop chốt cho mình rồi nha. Đinh Xuân Sơn comment địa chỉ giúp shop nha. Bây giờ shop sẽ qua B3 luôn nha. Rồi bây giờ shop chuẩn bị chuyển qua B3 mọi người nha. Mọi người chưa có địa chỉ nhanh tay comment địa chỉ giúp shop nha. Có địa chỉ đầy đủ thì shop mới gửi hàng được nên là mọi người tranh thủ giúp shop nha. Rồi shop sẽ chuyển qua B3 luôn các chị và các bạn nha. B3 là sự kết hợp của một chiếc áo trắng sọc đen và đi kèm với đó là một chân váy nha các chị và các bạn ơi. Một cái chân váy như em đang mặc đây các chị và các bạn. Một chân váy phối lưới ở dưới ạ. Và combo này mình có quần bên trong các chị và các bạn nha. Chân váy này có quần bên trong luôn. Nguyên một combo như em đang mặc từ 250.000 là giá gốc. Bây giờ chỉ còn có giá là 99.000 khi mua 2 combo bất kỳ trong line. Và mua một combo duy nhất mình sẽ có giá là 129.000 ạ. Combo em đang mặc là mã B3. Các chị và các bạn chốt thì comment B3 và số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. Đúng rồi, mã của Hân đang mang là B3 các chị và các bạn nha. Mã này siêu xinh luôn. Cùng một chiếc áo sơ mi form suông như thế này. Đây là cái form cực kỳ dễ mặc mọi người nha. Mình có cái form như thế này nó sẽ không kén tuổi nha. Vì các chị có là ba mấy tuổi mặc cái form này vẫn được nha. Theo cái họa tiết sọc như thế này nó không kén tuổi cũng như không kén dáng theo form suông như thế này. B3 là mã của bộ Hân đang mang. Dưới 55kg vô tư đặt nha. B3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop mọi người nha. Dưới 55kg vừa nha chị Nguyên nha. B3 ok chúc cho Ngô Huy. Ok Ngô Huy có, Ngô Nguy có địa chỉ rồi ok nha. B3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ liền giúp shop mọi người nha. Rồi các chị các bạn ơi, B3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Em chốt cho Mai Tuấn Thanh. Mai Tuấn Thanh cho mình địa chỉ nha Mai Tuấn Thanh ơi. Rồi bạn Hà, bạn Hà lấy nhé. Ok Hà nha. Rồi Hà cho mình địa chỉ và số điện thoại chưa à? Rồi Ngô Nguy, ok, Ngô Nguy có địa chỉ rồi đúng mà. Chốt B3 comment B3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha các chị các bạn ơi. Rồi chốt cho Hương. Gì vậy? Hoàng Hân thì Nguyễn. Chốt cho Hoàng Hân nha. Hoàng Hân cho mình địa chỉ nha. Rồi Hân thì Nguyễn cho mình địa chỉ luôn à. Hân thì Nguyễn cho mình địa chỉ nha. Hân thì Nguyễn. Không thấy đường chị ơi. À? Nguyễn Thị Hân cho em địa chỉ nha, ở chỗ này nè. Bao nhiêu Nguyên ơi, bao nhiêu kỷ vừa? Dạ chị ơi, cái bộ này thì 55kg mình trở xuống mình vừa các chị và các bạn nha. 55kg trở xuống mình vừa nha. Rồi chị ok chị Nguyên, em chốt với chị Nguyên luôn à. Nói chung là bộ nào cũng dưới 55kg vô tư đặt giúp shop mọi người nha. Ok em chị Nguyên chốt với thêm cho chị Nguyên nha. Các chị và các bạn nhanh tay đặt hàng giúp shop nha. Tại vì sau livestream thì đặt những cái bộ này giúp shop với giá 250.000. Shop chỉ bán 99.000 trong thời gian livestream diễn ra nha. Hoàng Hân ok inbox liền giúp shop nha. Hoàng Hân
chị Hân Thị Nguyễn, Nguyễn Thị Hân ơi, comment địa chỉ giúp Sáp nha. Các chị đặt hàng comment đúng cú pháp là mã hàng kèm số thoại kèm địa chỉ. Chị Nguyên Nguyên ơi, em thấy địa chỉ của chị rồi. Mọi người có địa chỉ một lần không cần đặt comment lại địa chỉ đó mọi người ơi. Các chị các bạn ơi, có địa chỉ bên em rồi thì mình không cần comment lại đâu, vì em có hệ thống lọc cho mình các chị các bạn nha. Và các chị các bạn ơi, cứ cho em địa chỉ một xíu rồi em sẽ ẩn địa chỉ cho mọi người nha. Rồi, chị Như Thùy, ok, em chốt cho chị Như Thùy B3 nữa à. Ok rồi. Mọi người nha, 99.000 một bộ, áp dụng khi mình mua 2 bộ bất kỳ trong line nha. Kết thúc line mà các chị và các bạn chỉ lấy có một bộ duy nhất thôi, giá một bộ đó sẽ là 129.000 nha. Chúc cho Thu Hà Phạm, ok, Thu Hà Phạm B3 nha. Rồi em chốt cho Thu Hà Phạm ạ. À. Rồi em thấy địa chỉ của Hang Thị Nguyễn rồi, Hang Thị Nguyễn rồi. 99.000 hai bộ, 99.000. Áp dụng khi mua 2 bộ bất kỳ trong line, mỗi bộ 99.000 các chị các bạn nha. Một bộ duy nhất là 129.000 ạ. Rồi, bộ phối tơ lưới lúc nãy còn không chị? Viên Đỗ ơi, bộ phối tơ lưới lúc nãy em nếu mà em đặt còn một bộ duy nhất, bây giờ comment giúp chị A1, B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi Hân sẽ nói lại về giá các chị và các bạn nha. Một bộ 129.000 và 2 bộ bất kỳ trở lên thì có giá 99.000 mỗi bộ các chị và các bạn nha. Đúng rồi, mình đừng có hiểu lầm là 2 bộ cộng lại là 99.000, không có phải đâu nha. 2 bộ là 99 x 2 là 198.000 nha. Còn mua một bộ duy nhất là 129.000 nha. Mọi người nếu mà đã đặt được một bộ thì cố gắng chọn thêm một bộ nữa nha mọi người nha. Rồi B3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. B3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha mọi người nha. Rồi B3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị các bạn tiếp tục chút bộ mà Hân đang mang các chị và các bạn nha. Em sẽ qua mẫu trong vài giây nữa. Chào Như Như nha các chị các bạn ơi. Các chị các bạn nào mới vào cứ tương tác với shop cho shop biết nha. Rồi, viên đổ cho em xem lại bộ phối tơ lưới okay, đi. Ok, Thu Hòa Phạm biết rồi nha. Ok, Thu Hòa Phạm nha. Rồi cho em lại xem lại bộ phối tơ lưới. Hàng đã qua thì sẽ không có sao lại, thì sắp đang lên đơn hàng cho mọi người rồi á. Hàng qua thì mọi người nếu mà muốn đặt thì sau livestream mới xem lại đặt giúp shop nha. Xem lại đặt thì sau livestream đặt thì có giá là 250.000 nha. Nếu bây giờ mình muốn đặt thì mình comment giúp shop là B3 liền nha. B1 liền nha, viên đổ nha. Comment liền giúp shop B1 và sau livestream em có thể xem lại, kéo lại những khúc đó xem lại nha. Chứ hàng qua rồi thì shop không có sao lại mọi người nha. Rồi ok, Vinh đen nha. Vinh đen mình chúc cho Vinh đen nha. Rồi Nguyễn Hải Linh. Ok Nguyễn Hải Linh nha. Ren Nguyễn ok, cho mình địa chỉ và số điện thoại nha Ren Nguyễn ơi. Chào Trong Thị Hải Yến nha, chào Mochamon nha. Rồi bây giờ em sẽ qua bên bộ luôn nha. Bộ em đang mặc giá một combo 129.000, hai combo bất kỳ trở lên 99.000 mỗi combo nha các chị các bạn nha. Một bộ sẽ có giá là 129.000 nha. Còn nếu các chị chọn được 2 bộ bất kỳ trong cái livestream này, giá mỗi bộ sẽ là 99.000 nha. Chị Hương Trần có lấy thì nhanh tay comment giúp shop là B3 nha. Em qua mẫu thì mẫu này sẽ trở về giá 250.000 nha chị Hương Trần nha. Hai mẫu thì em qua mẫu thì bộ này sẽ có giá là 250.000. Các chị và các bạn nhanh tay đặt hàng trong cái lúc mà shop đang sâu nha mọi người nha. Bây giờ shop chuẩn bị chuyển qua B4 nha. Rồi các chị các bạn ơi, bây giờ shop chuẩn bị chuyển qua B4 nha. Rồi các chị các bạn chốt thì nhanh tay chốt B3. Và bây giờ em sẽ qua liền B4 rồi các chị các bạn ơi. Các anh chị và các bạn ơi, cái mẫu này là mẫu B4. Mẫu em đang mặc là mẫu B4 với lại mẫu B4 là sự kết hợp giữa một chiếc váy 3 tầng 4 tầng. Chiếc váy 4 tầng màu xanh rêu và một chiếc áo thủy thủ. Áo dạng thủy thủ như thế này nè, và bằng chất liệu con cát á mấy chị. Bộ này mặc lên rất là mát luôn, không hề nóng. Mấy anh chị đặt mẫu B4 thì comment cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. Đúng rồi, B4 là mã của bạn Thương đang mang nha. Chiếc váy này là 4 tầng có cái dây thắt eo. Mọi người có thể ví dụ vòng eo của mình 75 mình mặc vẫn vừa nha. Cái váy này thì eo dưới 75 là vô tư mặc nha. Dưới 55kg thì mọi người vô tư đặt bộ này nha. Cùng một chiếc áo cổ banter như thế này, một chiếc áo trắng form cổ banter như thế này, mình phối hợp với chiếc chân váy 4 tầng xanh rêu nha. Nhìn một cái sự kết hợp rất là dễ thương đúng không? Mã này dưới 55kg vô tư đặt nha. B4 kèm số điện thoại nha. B4 kèm số điện thoại giúp shop nha mọi người nha. Ai muốn sở hữu combo này comment giúp shop là B4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha. Ok các chị nha. B4 là mã của Thương đang mang nha, rất là dễ thương nha. Cái này mua về mình tách lẻ mình phối cũng được nha. Cái váy xanh rêu này mình có thể phối với các cái áo loại áo khác như áo sơ mi khác, hoặc là
không, áo thun cũng được nha. Còn cái áo sơ mi trắng như thế này thì quá dễ phối rồi. Sơ mi trắng như thế này thì cực kỳ dễ phối đồ rồi. Hưng thương bẻ cái cổ lên cho các chị thấy luôn cái cổ banter nha. Đây là cổ banter nha. Đó, cái cổ như này nha. Em có thể gai nút lại cho mọi người luôn. Đúng rồi. Đó. Ok B4 nha. Dạ ok, chúc cho đầu đậu B4 có địa chỉ rồi, sắp thấy rồi nha. Ok đầu đậu nha. Chúc cho chảnh con B. Ok chảnh con B. Comment địa chỉ giúp sắp nha. Chúc cho Nam Văn comment địa chỉ giúp sắp nha. Mọi người đặt hàng comment đúng cú pháp. B4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ luôn giúp sắp mọi người nha. Mấy anh chị và các bạn ơi, cái mẫu này là mẫu B4. Mấy anh chị đặt hàng thì vui lòng comment cho em số điện thoại và địa chỉ luôn để em chốt hàng cho nhanh ạ. Đúng rồi, B4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Và chúng ta chuẩn bị qua mẫu rồi, đừng nhanh tay nha. Và sau livestream vui lòng mua giúp sắp với giá là bao nhiêu mọi người ơi? 250 nha. Sau livestream mua giúp sắp với giá 250.000 mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua B5 trong ít giây nữa nha. Nhanh tay đặt B4 nha mọi người nha. Nhanh tay đặt B4 thì chúng ta chuyển qua B5 nha. Và mỗi lần mà qua mẫu thì bộ này sẽ trở về giá 250 nha. Trong livestream sắp bán giá cực kỳ sắp nên các bạn tranh thủ đặt hàng trong lúc mà mẫu đang sâu nha. Trong livestream luôn luôn mua được giá rẻ nhất. Và chị nào bạn nào vào trễ thì cứ chọn nha. Sau livestream thì mình có thể xem lại cái live này rồi chọn thêm một bộ nữa, còn được tính là 99.000 một bộ nha. Sau livestream mình có thể xem lại một lần nữa, mình chọn đủ hai bộ thì vẫn là 99.000 nha. Nhớ là phải đặt được một bộ trong live thì sau live mình chọn mới có giá là 99.000 một bộ nha. Còn nếu mình không có xem livestream, mình chọn thẳng trực tiếp trong inbox thì giá sẽ là 250.000 một bộ nha. Nếu không xem livestream thì bộ này sẽ là 250 nha. Giá 99.000 một bộ nha chị Môi Nguyễn nha. Chị Môi Nguyễn, Mối Nguyễn nha. Mua một bộ duy nhất thì sẽ có giá là 129.000. Còn chị chọn được hai bộ bất kỳ trong livestream, bộ này sẽ có giá là 99.000 nha. B4 nhanh tay mọi người ơi, chúng ta chuẩn bị chuyển qua mã B5 rồi. Anh Tuấn, anh Lê cho sắp địa chỉ số điện thoại nha. Em chốt cho Hào Kiệt chắc comment cho em xin địa chỉ ạ. Em chốt cho Trần Văn An, Trần Văn An cho em comment cho em xin địa chỉ ạ. Em chốt cho Trần Hồng Quân B4. Anh Trần Hồng Quân ơi cho em comment cho em xin địa chỉ ạ. Rồi em sẽ qua mẫu đây các anh chị. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn cùng đến với combo tiếp theo nha các chị các bạn ơi. Thì vậy em sẽ trả lời các chị và các bạn ơi, em sẽ nói về giá tiền giá của các combo các chị và các bạn nha. Giá này là giá chung nha. Một combo duy nhất 129.000. Và nếu hai combo bất kỳ, mỗi combo sẽ có giá 99.000. Và các chị các bạn ơi, combo tiếp theo của em cũng vậy ạ. Combo bao gồm một chiếc áo trễ vai ba sọc ở tay rất là xinh, và đi kèm với đó là một cái quần váy, quần giả váy hai tầng bèo rất đẹp các chị và các bạn nha. Cái chất thì rất là dài dặn nên các chị và các bạn đừng lo nha. Rồi các chị và các bạn chốt combo của em bằng cách comment B5 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ. Và các chị và các bạn ơi, nguyên một combo của em chỉ có giá là 99.000, áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live. Còn nếu mình chốt được một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Nãy giờ em đã nói rất rõ giá, các chị và các bạn nào chưa hiểu thì mình rồi mọi người ơi, sắp nhắc lại giá tiền nha. Nếu mà mình chỉ lấy một bộ duy nhất là 129.000, mình lấy từ hai bộ trở lên mỗi bộ sẽ có giá là 99.000 nha. Mã của Hân đang mặc là B5 nha. Ok chị Ngọc Anh Út, em chúc các chị rồi nha. Trinh Phạm ok nha, chúc cho Trinh Phạm A4 và B4 hôm qua nha. Trinh Phạm ok nha, để chị làm đơn gửi cho em luôn nha. Trinh Phạm ok nha. Rồi ok, rồi bây giờ mã của Hân là B5 nha. Ai muốn lấy B5 thì nhanh tay comment giúp sắp là B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sắp mọi người nha. Rồi chúc cho Hân Thị Nguyễn nha, Nguyễn Thị Hân nha. Các chị và các bạn ơi, chúc B4 nữa thì comment B5. Chúc B5 nữa thì comment B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị và các bạn nha. Đúng B5 rồi. Kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Chị nào bạn nào đã cho địa chỉ một lần thì không cần cho lại nha, mình chỉ cần comment cái mã. Ví dụ mình đã cho địa chỉ của lúc trên ở trên rồi thì mình cứ comment mã B5 là được nha. Ok, chúc cho An Linh B5 nha. Nhấn tay comment giúp sắp là B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Rồi mình chúc cho An Linh B5 mà. Rồi Điên Đạo Sơn cho mình địa chỉ số điện thoại. Ok Điên Đạo Sơn. Rồi các chị và các bạn B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn chốt nha. Rồi Hữu Khang, em chốt cho Hữu Khang nha. Hữu Khang cho mình địa chỉ nha. Rồi các chị và các bạn chốt hàng thì cho em B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em ạ. Rồi Nguyễn Kinh, mình chốt cho Nguyễn Kinh nha. Ok Nguyễn Kinh cho mình địa chỉ nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay chốt B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Đúng rồi, B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Còn sau livestream mua bộ này bao nhiêu tiền mọi người ơi? Sau ra
livestream bộ này sẽ về 250.000 các chị và các bạn nha. 250.000 nha. Đúng rồi, sau livestream bộ này sẽ có giá là 250.000 nha. Và sắp chỉ bán cái giá như thế này trong thời gian livestream diễn ra. Các chị và các bạn tranh thủ đặt hàng nha mọi người nha. Tranh thủ đặt trong lúc mà sắp đang sâu nha. Chứ sau livestream là 250.000 mọi người nha. Nên là trong lúc mà shop mẫu đang sâu thì mọi người ưng cái nào là đặt liền cái đó nha. Tại vì đây là giá đặc quyền bên shop, giá không có nơi nào mà rẻ như thế này. Và hàng rất là chất lượng nha mọi người, có thể để đây là hàng thật, người thật mặc cho mọi người nha. Chứ không có phải hình lấy hình trên mạng mà đăng mà bán như thế nào nha mọi người. Đó, hàng thật, việc thật cho mọi người nha. B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho shop nha. Ai còn muốn lấy B5 nữa thì comment giúp shop nha. Còn muốn lấy B5 comment B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Ngọc Anh Úc ok. Lại xa nhỏ nhất ok các chị các bạn nha. Đúng rồi. 55kg mình bao vừa nên các chị và các bạn đừng lo nha. Với lại các chị và các bạn chốt thì nhanh tay chốt B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho em ở combo này nha. B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ok, Bạch Loan đẹp quá. Đẹp quá thì trên tay comment giúp sách là B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Sắp chuẩn bị qua mẫu trong 30 giây nữa. Hàng mới em gửi qua cho em. Hàng mới gửi qua cho em. Chơi chừng nào hàng mới. Hồ Ly ơi là sao em ơi? Ok, Hạ Tử Vi, chúc là Hạ Tử Vi nha. B5 có địa chỉ rồi, đúng rồi, Hạ Tử Vi có địa chỉ rồi nha. Rồi, ok, còn ai muốn sở hữu B5 nữa nhanh tay comment giúp sách nha. Rồi, Nguyễn Bạch Loan cho mình địa chỉ và số điện thoại luôn nha. Rồi các chị các bạn ơi, nhanh tay comment B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ kèm số điện thoại để chốt B5 nha các chị các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua B6 ngay bây giờ luôn nha. Quần váy đúng rồi, giải thích cho mấy chị. Đúng rồi, đây là quần và giả váy các chị các bạn nha. Các chị các bạn có thể thấy là hai ống quần và mình giả váy nha. Hai tầng rất xinh nha. Máy may công nghiệp ơi, cho mình địa chỉ và số điện thoại để mình chốt nha. Cho em địa chỉ số điện thoại để em chốt nha. Bao nhiêu vậy à? Nãy giờ mình nói rất là rõ về giá rồi các chị và các bạn nha. Một combo 129.000, hai combo bất kỳ trở lên 99.000 mỗi combo các chị và các bạn à. Đúng rồi. Giá rất rõ ràng các chị và các bạn nha. Và mọi người có thể đặt cái giá ở phần ghim của shop nha. Shop là luôn luôn bán giá cố định như thế này nên là mọi người khỏi phải lo nha. Rồi nhanh tay comment giúp shop là B5 nha. Mua một bộ duy nhất thì bộ đó sẽ có giá là 129.000. Mua từ hai bộ trở lên thì bộ đó sẽ có giá là 99.000 nha. Hai bộ bất kỳ thì mỗi bộ sẽ 99.000. Còn một bộ duy nhất thì bộ đó sẽ có giá là 129.000 nha. Ok, cũng anh Lê em thấy cái số điện thoại của anh rồi nha. Cũng anh Lê này lấy cái gì ta? Ok, lấy B4 rồi. Rồi, ok, còn ai muốn lấy B5 nữa nhanh tay cầm máy sách nha. Bây giờ sách chuyển mẫu nha, 99.000 một bộ nha. Áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong line này. Còn kết thúc line mình chỉ có duy nhất một bộ thôi thì bộ đó sẽ có giá là 129.000 nha. Giờ chúc cho chị Thanh Thủy B5 nha. Rồi chị Thanh Thủy cho em địa chỉ luôn à. Anh Tuấn Anh Lê ơi, cho em địa chỉ nha. Ừ. Chưa thấy địa chỉ của anh Tuấn Anh Lê, anh Tuấn Anh Lê ơi. Anh cho em. Đúng rồi, Tuấn Anh Lê cho sách địa chỉ và chị Thanh Thủy cho sách địa chỉ nha. Chị Thanh Thủy và anh Tuấn Anh Lê cho sách địa chỉ nha. Bây giờ sách chuyển qua B6 nha. Bây giờ chúng ta đến với B6 rất là xinh như thế này nha. B6 là sự kết hợp của áo sơ mi xanh dương như thế này, sọc sọc. Nó có hai phần nơ nha mọi người ơi, sách chưa có thắt vào nha, mọi người có thể thắt để gọn lên nha. Phối hợp với chiếc chân váy hai tầng xích lì dưới như thế này rất là xinh nha. Phía sau là có khoen nha, đó. Và B6 là mã của bộ này nha, cũng 99.000 nha. Áp dụng khi mua hai bộ bất kỳ các chị và các bạn nha. B6 là mã của bé Hương đang mang nha. Sự phối hợp của một chiếc áo xanh tay sọc như thế này, mình kết hợp với một chiếc chân váy hai tầng rất là xinh. Đó, cái này mình mặc có thể mặc mình tách ra, mình phối, mình mặc đi làm cũng được, đi chơi cũng được nha. Cái chân váy này rất là dễ phối nè. Đó, cái áo như thế này thì mặc rất là lịch sự luôn. Nhật mặc được nhiều trường hợp lắm mọi người ơi. Rồi B6 nha. Có váy ôm tới đùi không chị ơi? Dạ Nhi Dung ơi, hôm nay thì sắp sẽ không có thôi chân váy ôm tới đùi nữa Nhi Dung ơi. Mình xem những cái combo này mình chọn nha Nhi Dung nhé. Đây đã có quần bên trong không? Có quần bên trong không em? Dạ không nha, Ánh Dương. Có mà. Cái nào có ạ? À, rồi cái này thì không có quần trong nha mọi người, thì có thể mặc cái quần váy ở trong nha. Cái váy này thì sẽ không có quần trong nha. Mọi người có thể mặc quần váy ở trong nha. Thường mà cái quần trong á thì là cái form tennis nó mới có quần trong nha. Mã này là B6 đúng không em? B6. Thôi B6 cho mấy bạn bài đi. À, cái mẫu này là mẫu em đang mặc là mẫu B6. Mẫu B6 có sự kết hợp giữa một cái áo áo sọc vải cáo này có chất là vải KT, còn cái váy này là von cát nha mấy anh chị, mặc rất là thoải mái luôn, mềm nhẹ, siêu nhẹ luôn. Cái váy này sẽ không có quần ở bên trong nên mấy anh chị có thể đến chợ mua một chiếc quần váy về mặc ở trong rất là an toàn luôn.
mặc được rất là nhiều váy, không cần không phải là không phải là đi lựa mấy cái chiếc mà váy phải có quần mới mặc được nha mấy chị. Đúng rồi. Rồi đây là B6 mọi người nha, mọi người có thể nghe bé Thương mô tả cho mọi người kỹ hơn, rất là chân thật nha. B6 là mã của Thương đang mang nha, B6 đó. Rồi ai muốn lấy B6 thì nhanh tay comment giúp Sóc là B6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Dạ chúc cho Như Thảo B6 ok nha. Dạ Thanh Thủy B5 L 52kg và bạn Hương Cường comment. Dạ chị Thanh Thủy vừa chị nha. Rồi chúc cho Long 2000 ok chị Long, anh Long 2000 nha. Rồi chúc cho Nguyễn Hoàng Thiên My, đây là bộ thứ hai của mình, sắp thấy địa chỉ rồi nha. Quay đằng sau cho các bạn xem. Cái này thì đó mọi người đó, đây là đằng sau nha, do bé chưa có kéo lên hết nên mọi người ấy. Rồi quay phía trước lại. B6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi bây giờ chúng ta xách chuyển qua B7 nha. Sau đây chuyên mua bộ này giúp sắp với giá là 250.000 nha. Sau đây chuyên mua bộ này giúp sắp với giá 250.000 nha. Chúng ta chuẩn bị chuyển qua B7 trong ít giây nữa thôi. B6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và những cái bộ như thế này thì mọi người mua về mặc rất là nhiều trường hợp, ứng dụng được rất là nhiều trường hợp nha. Áo mình có thể phối váy khác nè, váy này có thể phối được rất là nhiều kiểu áo nha. Tại vì đây là váy màu đen là thứ nhất, thứ hai đây là cái form tennis hai tầng xòe nên là phối được rất là nhiều kiểu nha. Và cái vải của cái váy này thì không có nhăn, mọi người yên tâm nha. Cái vải của cái váy này thì không có nhăn nha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta chuyển qua B7 nha. Ok mọi người, xong chưa? Còn ai muốn đặt B6 thì nhanh tay comment giúp shop mọi người nha. Các chị mà nhanh tay comment giúp em mẫu B6 kèm địa chỉ đây. Em sắp qua mẫu rồi, mà qua mẫu là bộ này sẽ chấm về giá 250.000 nha. Mấy chị nhanh tay đi, bộ này 99k là mua đáng đồng tiền đó chị. Đúng rồi. Nói chung là bộ nào cũng đáng đồng tiền, tại vì giá ở đây rất là rẻ, tại vì shop chuyên về bán sỉ mọi người nha, nên mới được có những cái mức giá như thế này nha. Như chị vào hỏi là tại sao là giá như rẻ như vậy thì không biết là hàng như thế nào mà giá lại như rẻ như thế này. Tại vì shop chuyên về các cái sản phẩm sỉ, bán sỉ nên là shop cũng bán lẻ với giá rất là rẻ luôn nha cho mọi người nha. Rồi bây giờ chúng ta chuyển qua B7 nha. Rồi các chị và các bạn ơi, B7 là một sự kết hợp của một chiếc áo sơ mi trắng, lệch vai và sọc đen các chị và các bạn nha. Đi kèm với đó là một cái chân váy nơ nha. Và có 3 nút rất là xinh các chị và các bạn nha. Và nguyên một combo như em đang mặc đây, mình có giá là từ 250.000. Nếu các chị mua một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Nếu mua 2 combo bất kỳ trở lên sẽ có giá 99.000 mỗi combo nha. Và các chị chốt nguyên combo này thì nhanh tay comment cho em B7 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nha các chị và các bạn nha. Váy đó không có quần, váy quần mình ra chợ mua váy thôi. À các chị và các bạn ơi, đúng rồi, ở ngoài mình có bán quần trong mà cực kỳ rẻ, chỉ có 10.000, 20.000. Và các chị và các bạn đã có thể chủ động kết hợp với mọi cái chiếc váy luôn các chị và các bạn nha. Mình không phải phụ thuộc vào váy nha. Rồi Tuấn Anh Lê, em chốt thì Tuấn Anh Lê nha. Rồi Tuấn Anh Lê ơi, nãy giờ vẫn chưa cho em địa chỉ nên cho em lại địa chỉ giúp em với. Hoàng Hân, ok Hoàng Hân cho em địa chỉ và số điện thoại. Sang Nguyễn cho em địa chỉ và số điện thoại nha. Sang Nguyễn em mới xin xong với chị. Sang Nguyễn cho em lại số điện thoại và địa chỉ nha. Mọi người ơi, comment nếu mà chị nào chưa có địa chỉ số điện thoại bên shop thì nhanh tay comment giúp shop số điện thoại địa chỉ luôn nha. Còn chị nào bạn nào đã cho địa chỉ số điện thoại ở trên thì không cần cho lại nha. Rồi anh Tuấn Lê ơi, anh Tuấn Anh Lê, anh cho shop địa chỉ xuống địa chỉ luôn nha. Anh Tuấn Anh Lê, em chưa có địa chỉ của anh nha. Hoàng Hân sắp nhớ inbox cho shop địa chỉ liền nha Hoàng Hân. Chị Sang Nguyễn ơi, comment địa chỉ số điện thoại giúp shop liền chị nha. Rồi các chị và các bạn ơi, comment B7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha các chị các bạn ơi. B7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em ạ. Rồi các chị và các bạn nào chốt một combo duy nhất 129.000, còn nếu hai combo bất kỳ thì 99.000 mỗi combo nha. Ok Hoàng Hân nha, Hoàng Hân có biết rồi nha. Rồi chị Sang Nguyễn ơi, chưa thấy số điện thoại địa chỉ của chị ạ. À, mọi người ơi, đặt giúp shop, comment giúp shop B7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Shop chỉ còn 3 mã hàng cuối cùng thôi. Ok Nguyễn Thanh Tùng B7 nha. Thanh Tùng comment địa chỉ số điện thoại giúp shop luôn nha Thanh Tùng nha. Rồi chốt cho Nguyễn Thanh Tùng cho shop số điện thoại và địa chỉ nha Nguyễn Thanh Tùng ơi. Hoàng Hân gấp cũ ok nha. Rồi Vũ Đào cho mình số điện thoại và địa chỉ ạ. Rồi Sang Nguyễn cho em địa chỉ đi ạ. Rồi các chị các bạn ơi, các chị các bạn chốt hàng nhớ cho em mã số điện thoại và địa chỉ để mình chốt hàng được nhanh chóng nha. Ok Vinh Đen, đây là mã thứ ba của mình, em có địa chỉ số điện thoại mình rồi nha, mình chỉ cần comment mã thôi nha. Các chị và các bạn, mọi người đã sắp đã có địa chỉ và số điện thoại của mình rồi thì không cần comment lại nha, mình chỉ cần comment cái mã hàng là sắp biết nha. Đó, còn ai chưa có số điện thoại địa chỉ thì nhanh tay comment liền giúp sắp nha. Và B7 là mã của Hân đang mang và sắp chỉ còn 3 mã hàng cuối cùng, các chị và các bạn tranh thủ đặt hàng nha. Rồi các chị và các bạn còn 3 mã hàng cuối cùng nên các chị và các bạn tranh thủ đặt hàng nha. Em sẽ qua mẫu trong vài giây nữa thôi ạ. Đó hả? Nguyên
bộ trong. Rồi các chị và các bạn ơi, bây giờ em sẽ qua mẫu luôn nha các chị và các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đến với B8 mọi người nha. B8 sẽ là mã hàng tiếp theo nha. Ok Tuấn Anh Lê, Tuấn Anh Lê cho em địa chỉ với Tuấn Anh Lê ơi. Nãy giờ sách kêu rất là nhiều nhưng mà chưa thấy. Tuấn Anh Lê cho sách địa chỉ với anh ơi. Thế anh, các anh nào mua cho vợ thì nhớ comment liền nhớ cũng tranh thủ đặt hàng nha. Tại vì hiếm cái sách nào mà bán giá như thế này và hàng rất là đẹp nha. Ok, chúc cho Huỳnh Giao và chúc Huỳnh B7 nha. Huỳnh Giao sách rất là cảm ơn chị Huỳnh Giao nha. Địa chỉ rất rõ ràng. Chúc Huỳnh rất là rõ ràng. Cảm ơn mọi người nha. Bây giờ là B7 là B8. Bây giờ chúng ta chuyển qua B8 nha. Mấy anh chị ơi, mấy anh chị và các bạn ơi, mẫu em đang mặc là mẫu B8 với sự kết hợp của một chiếc áo chấm bi đỏ trẻ vai như thế này, trẻ vai rất là nhẹ, với lại một chiếc váy ôm body như thế này. Cái này là quần váy nha mấy anh chị, quần dài váy. Cho nên mấy anh chị muốn chốt hàng thì làm bên comment cho em xin địa chỉ và số điện thoại để em chốt hàng cho nhanh và giao hàng cho nhanh nha mấy anh chị. Đúng rồi, mã B8 là mã của Hân đang mang nha. B8 là mã Hân đang mang. Dạ ok chị Thanh Thủy, em thấy địa chỉ chị rồi. Em cảm ơn chị Thanh Thủy nha. B8 là mã của bé Thương đang mang. Sự kết hợp của một chiếc áo trẻ vai, nó nhúng ở phần dưới. Mình không thích thì mình có thể kéo lên phía vai luôn em. Không thích thì mình có thể kéo lên. Đó. Nói chung mình thích mặc trẻ vai thì mình có thể kéo xuống, còn thích thì mình kéo lên nha. Đó. Cái này là quần vải mọi người nha, quần vải. Cái này quần vải nên là ngồi luôn, ngồi lên ngồi xuống thoải mái nha. Mình không có lo là nó lộ hàng gì. Cái này là quần vải nha. Và nó có độ co giãn luôn. Thương thử cái độ co giãn ngay cái phần eo cho mọi người thấy nha. Đó, đây có cái độ co giãn nha. Cái vải này là cái vải vải xốp á, vải nhung xốp mọi người, nhung xốp á, nên là nó sẽ có cái độ co giãn rất là thoải mái nha. Đây là quần vải nha. B8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sách nha mọi người nha. Chúc cho An Linh B8, An Linh sẽ có địa chỉ của An Linh chưa ta? An Linh ơi, có địa chỉ nếu mà chưa cho địa chỉ thì cho sách lại địa chỉ nha An Linh nha. B8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sách mọi người nha. B8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Chị nào bạn nào đã cho địa chỉ ở trước thì không cần cho lại nha. Tại sao chị thấy nhỏ quá, 52 ký vừa không? Chị Thanh Thủy ấy vừa chị nha. Chị Thanh Thủy yên tâm nha. Tại vì khi mà em gửi hàng thì em sẽ có gọi lại cho mình một lần nữa để mà em tư vấn là ok cái bộ đó mình có vừa hay không. Chị cứ yên tâm nha. Chị Thanh Thủy yên tâm chị nha. Không có nhỏ đến 52 ký thì chị vừa nha. Chị Thanh Thủy yên tâm nha. Sau cái livestream em gọi cho chị rồi em sẽ tư vấn lại mình có vừa hay không và hỏi lại cân nặng chiều cao của mình. Chị yên tâm nha. Ok chị, ok em lên nha. Chị có địa chỉ ở trên rồi, ok em lên nha. Rồi giúp em nha chị Ngọc Anh Út. Ok chị Ngọc Anh Út nha. Chị Ngọc Anh Út không biết nhận hàng của sách chưa? Bữa cái đơn của chị nó bị chuyển nhầm ra Nha Trang. Rất là xin lỗi chị Ngọc Anh Út nha. Bữa đơn của chị ở Đà Nẵng mà chuyển nhầm ra Nha Trang. Ok chị Thanh Thủy, em chốt thêm cho chị Thanh Thủy B8 nha. Nhanh tay comment đến shop B8 nha các chị nha. Hàng của em 1m50-50kg vừa không? Dạ anh Tuấn Anh Lê vừa anh nha. 1m50-50kg thì vừa chị. Anh Tuấn Anh Lê nha, yên tâm nha. Anh Tuấn Anh Lê, em chưa có địa chỉ của anh. Anh cho sách địa chỉ với anh Tuấn Anh Lê ơi. Nói chung các chị và các bạn, các anh ơi đặt hàng cho em địa chỉ luôn nha. Em mới gửi hàng nhanh được, chứ còn không có địa chỉ thì em rất là khó gửi hàng luôn. Tại vì đơn hàng nó rất là nhiều mà không có địa chỉ thì phải gọi điện xin từng khách thì nó rất là lâu luôn. Nên là mọi người giúp em là cho em địa chỉ luôn nha. Rồi B8 nha mọi người nha. B8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi chốt B8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha các chị các bạn ơi. B8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. B1 và B8 size nhỏ nhất nha shop. Ok chị Ngọc Anh Út nha. Có gì bên em sẽ xác nhận. Gọi điện xác nhận để xác nhận size các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn chốt B8 cứ comment cho em B8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. B8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. Em chuẩn bị qua mã hàng khác rồi. Rồi chốt cho chị Dung Phạm nha. Chúc cho chị Dung Phạm nha. Ok Dung Phạm nha. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment cho em biết nếu các chị và các bạn chốt nha. Rồi em sẽ qua mẫu trong vài giây nữa. Mặc cái áo 2 với cái quần đùi á. Thấy không? Cái áo thun á, áo thun 2 á, chữ 2 á. Rồi các chị và các bạn ơi, đến với một chiếc áo là vai cam, tay phồng. Và đi kèm với đó là một cái chân vải quần các chị và các bạn nha. Chân vải quần có đính hộp da như em đang mặc nha. Nguyên một combo như em đang mặc đây thì mình sẽ có giá là một combo duy nhất có giá là 129.000 và hai combo bất kỳ sẽ có giá là 99.000 mỗi combo nha các chị các bạn ơi. Rồi các chị và các bạn chốt cho em là B9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. B9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. B9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay chốt để mình cùng nhau qua mẫu các chị và các bạn nha. Cô
combo của em thì sẽ dành cho các chị và các bạn nào dưới 55kg nha. Dưới 55kg thì mình bao vừa nha các chị và các bạn ơi. Dưới 55kg mình bao vừa nha. Ok, Tuấn Anh Lê nha, em thấy địa chỉ của Tuấn Anh Lê rồi nha. Đổi B8 thấy B9 nha, shop An Lên ơi, không được nha các chị các bạn ơi. Em không có đổi cái hàng đâu các chị các bạn ơi. Vì đổi, mỗi lần đổi là lộn của khách hàng rất là nhiều. Nên em sẽ không đổi hàng cho các chị và các bạn nữa. Tại vì lộn nhầm của khách hàng thì rất là phiền cho khách hàng luôn nha. Rồi các chị và các bạn ơi, chốt B9 comment cho em B9 từ số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay chốt cho em nha. Đúng rồi, và shop thì còn 2 mã cuối cùng. Mọi người ơi, sách chỉ còn 2 mã cuối cùng thôi. Ai cũng lấy B9 thôi, trên tay comment giúp sách nha. B9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Chị nào bạn nào mà chưa có cho địa chỉ thì cho địa chỉ luôn giúp sách nha. Ok, em cảm ơn anh Lê Tuấn Anh. Rồi, xong chưa mọi người ơi, chúng ta sắp chuyển qua B tiếp theo nha. Chúng ta chỉ còn 2 mã cuối cùng, đó là B10 và B11 nha. B10 và B11 là 2 mã cuối cùng của ngày hôm nay. Chị nào chưa đặt hoặc là mình có vào trễ thì mình cứ nhanh tay đặt hàng nha. Vào trễ mình cứ đặt được một bộ đi, sau livestream mình cứ xem lại cái like này. Mình đặt thêm một bộ nữa vẫn được tính giá 99.000 một bộ nha. Hai bộ bất kỳ, một bộ trong like, một bộ ngoài like là được tính giá 99.000 một bộ nha. Còn nếu có thất like là mình cương quyết chỉ lấy một bộ thôi thì giá sẽ là 129.000 nha. Nếu thất like mình cương quyết lấy một bộ là 129.000 mọi người nha. Rồi ok, xong chưa mọi người? Rồi Sang Nguyễn, ok em thấy địa chỉ của Sang Nguyễn à. Chị Huỳnh Giao ơi, cho em địa chỉ và số điện thoại. Phạm Thanh Phát, cái nón bao nhiêu à? Cái nón thì mình có giá là 120.000 nha các chị các bạn ơi. 120.000, chốt nón, comment nón kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Là nón em đang đội, còn nếu là nón vải, trái cây như đằng sau thì có giá 99.000 đồng giá nha các chị và các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lên hai mã hàng tiếp theo mọi người nha. Ok, Huỳnh Giao cho sắp địa chỉ số điện thoại. Chị Huỳnh Giao lại có địa chỉ chưa ta? Chị Huỳnh Giao lại cho em địa chỉ chưa ta? Nếu mà chưa cho địa chỉ thì cho em xin lại nha chị Huỳnh Giao nha. Sắp chuẩn bị chuyển qua B10 và B11 là hai mã của ngày hôm nay nha. Rồi xong chưa mọi người ơi? Bây giờ chúng ta chuyển qua B10 nha. B10 sẽ được lên trong ít giây nữa đó. Cực kỳ xinh nha. B10 là sự kết hợp của một chiếc áo form tank top, nhưng mà theo là form váy dài mọi người nha. Váy dài nó có cách điệu ba cái phần, những cái phần rất nhẹ như thế này, nhìn tạo cho mình cái cảm giác trẻ trung và năng động nha. Áo chữ 2 nha, vải rất là mềm nha. Cái vải này mặc rất là mềm. Cái này phù hợp với mùa hè nha, mình đi biển cũng được. Mình mặc thả form như thế này càng xinh. Còn không thì mình có thể serving nè. Đó, serving nhẹ nhẹ thôi. Đó, serving nhẹ lên như thế này nha, rất là dễ thương luôn. B này là B10 nha. Ok, B10 nha mọi người, sắp chỉ còn 2 mã hàng cuối cùng nha, tay đặt đi mọi người ơi. Qua hai mã hàng cuối cùng, qua mẫu cái này là sắp hết hàng luôn nha. Nên là tranh thủ đặt hàng giúp sắp nha. Đây là B10 nha. Ok, em chúc cho chị Sang Nguyễn B10 nha. Rồi giá 99.000 một bộ, áp dụng khi mua hai bộ bất kỳ trong like nha Phạm Thanh Phát nha. Nếu mà chị lấy có một bộ thôi giá sẽ là 129.000 nha. Mua một bộ duy nhất là 129.000. Mua được hai bộ bất kỳ thì mỗi bộ sẽ có giá 99.000 nha Quỳnh Như ơi. Mới vào có thể xem lại like nha. Quỳnh Như ơi, ra bưu điện lấy hàng giúp sắp chưa em ơi? Quỳnh Như ra bưu điện lấy hàng giúp sắp liền em nha. Em còn bị 2-3 mà 2-3 đơn hàng ở ngoài bưu điện đó bé ơi Quỳnh Như nhá. Rồi B10 là mã của bé Thương đang mang nha. Áo chữ 2 như thế này mình làm đầm cũng được đó, mình làm chiếc đầm cũng được. Còn không thì mình làm sơ vinh nhẹ lên, mình làm vừa áo, gọi là gì ta, mình sơ vinh nhẹ lên thì mình làm kiểu như áo cũng được, đầm cũng được. Một cái bộ đồ 99.000 mà quá tiện lợi, mặc được rất là nhiều phong cách như thế này thì quá tuyệt vời đúng không. Áo chữ 2 rất là xinh nha, vải rất là mềm nha. Và đó, cái quần đùi là cái vải kaki mỏng, kaki nhẹ, mặc nó thoải mái, nó không có phải cứng như vậy xinh nha. Nó co giãn rất là tốt. Đúng rồi, đó nghe bé Thương mặc và cảm nhận nha. Rồi B10 nha. Mặc rất là thoải mái cho nên mấy anh chị nhanh tay comment mẫu của em đang mặc là mẫu B10. Mấy anh chị đặt hàng thì cho em xin địa chỉ và số điện thoại để em chốt hàng nhanh nhất có thể nha mấy anh chị. Đúng rồi, dạ em chốt xin cho chị Thanh Thủy B10 nha. Ok, chị Thanh Thủy em có địa chỉ số điện thoại rồi nha. Rồi đây là B11 luôn nha. Rồi Hân chuẩn bị sâu cho mọi người luôn nha. B10 và B11 là hai mã cuối cùng của ngày hôm nay các chị và các bạn nha. B10 là mã áo màu đen, còn B11 là mã áo màu xanh nha. Nhanh tay đặt hàng, đây là hai mã cuối cùng của livestream này các chị và các bạn ơi. Tranh thủ đặt hàng giúp sắp nha. B10 là mẫu áo màu đen, còn B11 là cái combo bé Hân đang mang mã màu xanh nha. Đó, B10 là màu đen, còn B11 là màu xanh nha. Hai bộ cuối cùng của livestream này, 99.000 áp dụng khi mua hai bộ bất kỳ trong live nha. Kết thúc live mà mình chỉ lấy có một bộ thôi là 129.000 mọi người nha. Chị Hân xinh gái.
Hello, chào các chị và các bạn nha. Và B10 như Hân đang mặc bao gồm một chiếc áo xanh, tay lưới và kết hợp với tay phòng rất là đẹp các chị và các bạn ơi. Và đi kèm với một cái chân váy nơ. Và các chị và các bạn ơi, chân váy này mình có quần nha. Chân váy này là chân váy quần à. Các chị và các bạn, nếu mà chốt B11 thì comment B11 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ giúp em nha. Rồi các chị và các bạn ơi, nếu mà chốt B10 như Thương đang mang thì mình có thể chốt là B10 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nha. Em xin nhắc lại giá bên mình sẽ là một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Hai combo bất kỳ trở lên sẽ có giá 99.000 mỗi combo các chị và các bạn nha. Đúng rồi. Rồi ok, chúc cho Trúc Huỳnh B11 nha. Trúc Huỳnh ơi, comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. B11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Ai còn muốn sở hữu B11 của bé Hân đang mang thì comment giúp shop là B11 nha. Áo 2 màu đen là B10 nha. Đây là hai mã cuối cùng của livestream. Các chị nào vào trễ thì cứ đặt hàng sau livestream, mình cứ xem lại cái live này. Mình chọn một bộ nữa vẫn được tính giá mỗi bộ là 99.000 nha. Cao mét nhiêu? Thương cao 1m6, còn Hân cao 1m55 nha các chị các bạn ơi. Có bán chân váy không ạ? Chân váy như chị đang mang thì cũng có giá là 99.000 nha các chị các bạn ơi. Okay, mua lại Quỳnh sản phẩm cũng 99.000 mỗi sản phẩm nha. Sao nãy giờ không thấy được? Nếu các chị và các bạn chốt thì nhanh tay comment chân váy cùng số điện thoại kèm địa chỉ nha. Hồi nãy sao chị giờ chị đâu có nốt chút hình ta? Có địa chỉ rồi nha chị. Ok, Trúc Huỳnh ơi. Trúc Huỳnh nãy giờ hình như bị ổng comment đó. Bị ổng comment hay sao? Trúc Huỳnh nãy giờ em có đặt cái mã nào không ta? Nãy chị chưa có nút Trúc Huỳnh ấy, chị không biết là có bị ổn comment của em không? Trúc Huỳnh ơi, nãy em đặt B mãi vậy Trúc Huỳnh đi. À đúng rồi, rồi chị nhớ rồi, cái avatar nhìn nhớ rồi. Không. Ok, đúng rồi, avatar nhớ rồi. Có. Rồi ok, okay Nguyễn Thị Phương Liên, Nguyễn Thị Phương Liên. Có rồi, có địa chỉ rồi. Và địa chỉ rồi đúng không ạ? Ừ. Thủy không làm nữa hả? Thôi Quỳnh Như ơi, chị Thủy vẫn làm nha, nhưng mà chị về quê, sẽ về quê một thời gian và lên lại với các chị các bạn nha. Đúng rồi, Thủy về quê một thời gian, Thủy lên lại nha. Nói chung chị nào cũng sẽ làm với shop, không có chị nào nghỉ đâu, yên tâm nha Quỳnh Như nha. Rồi B9 là bộ màu đen, còn B10 là bộ màu xanh. B10 là bộ màu đen, B11 là bộ màu xanh. Hai mã cuối cùng của livestream rồi, các chị và các bạn tranh thủ đặt nha. Ok, Trúc Huỳnh chị thấy, chị biết rồi nha. Trúc Huỳnh sorry em nha, chị có thấy, chị có nốt rồi, chị quên ấy. Ok, rồi còn ai muốn lấy B10 của bé Thương là áo màu đen, bộ áo màu đen. Còn B11 là bộ áo màu xanh thì nhanh tay comment giúp shop nha. Có quần bó lưới không? Không có đâu các chị các bạn ơi. Bên mình không có bán quần bó lưới nha. Rồi còn, giờ còn cầu tiền nữa hả? Giờ còn cầu tiền được. Rồi các ok chị các bạn ơi, chốt B11 hoặc B10 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nha các chị và các bạn chốt hàng nha. Rồi ok mọi người ơi, bây giờ ai còn có câu hỏi gì nữa không thì comment giúp shop nha. Shop chuẩn bị tắt like trong 1 phút nữa nha. 1 phút nữa thì shop sẽ tắt cái like này. Hẹn mọi người vào lúc 3 giờ nha. 3 giờ thì shop sẽ còn một like nữa nha mọi người nha. Hẹn mọi người vào lúc 3 giờ nha. Ok, Quỳnh Như lát coi lại em nha. Rồi ok mọi người ơi, ai chưa đặt đủ 2 bộ thì sau livestream có thể kéo lại để chọn thêm một bộ nữa vẫn được tính là 99.000 một bộ nha. Còn nếu không thì mình có thể nếu mà mình chỉ chọn một bộ, mình lấy một bộ thôi thì giá một bộ đó sẽ là 129.000 các chị và các bạn nha. Xong chưa mọi người ơi, còn ai muốn hỏi gì nữa, ai còn muốn đặt cái gì nữa thì comment giúp shop mọi người nha. Các chị và các bạn ơi, còn hỏi gì hay đặt gì thì có thể chốt B10 hoặc B11 kèm địa chỉ kèm số điện thoại nha. Rồi Nhi Dung chị ơi, chị đây các chị các bạn ơi. Các chị các bạn cứ comment đi nha. Rồi đen, có chân váy đen không ạ? Chân váy đen bây giờ mình không có chiều. Bây giờ mình sẽ la lại và các chị các bạn xem thử combo nào có chân váy đen mình yêu thích thì mình đặt nha. Còn nếu không mình có thể xem lại like các chị các bạn nha. Rồi mấy giờ chị la lại? 3 giờ các chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại các chị các bạn vào lúc 3 giờ. Rồi tạm biệt các chị và các bạn nha.